Đam mê là một cái gì đó rất xa xỉ về thời gian, công sức, tiền bạc. Mỗi một đặc điểm đây hay chỉnh chừa sẽ mất cả đời người. Muốn cái tai nhỏ, muốn cái mỏ ngắn, muốn cái đầu to, muốn cái mắt tròn, muốn có lông mày to, muốn có người đoàn ngắn, muốn có dáng lùn, muốn có trọng lượng nhỏ. Một thân hình cân đối, trọng lượng vừa phải 2kg đến 2,5kg, không móc le lưỡi đạt các tiêu chuẩn của thế giới. Muốn có các đặc điểm như trên để thể hiện trên một loại màu cần rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc và may mắn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.